chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Braha rất là ấm. Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người ra chợ HKH ở Braha 10. Nhiệt độ ngoài trời hơn 20 độ C, khá là ấm áp. Rồi bây giờ mọi người đi cùng tôi nhé. Let's go. Chợ HKH thì cũng như là chợ Sapa thôi, nhưng mà diện tích nó nhỏ hơn. Cũng là một chợ đổ hàng của người Việt, nằm ở Braha 10. Trong đó bán đầy đủ đồ ăn Việt Nam, đổ hàng, giày dép, quần áo các kiểu như chợ Sapa. Tôi mà đi ra chợ đấy mất khoảng, chắc là mất khoảng hơn 10 phút. Mọi người thấy thời tiết có đẹp không? Trời trong xanh, nắng to, nhiệt quá ổn. Thời tiết này mà đi du lịch, đi chơi thì thích.
xấu, sốc quá. Đến đoạn đằng kia thì rẽ phải là tới HKH hay còn gọi là An Đông, hay còn gọi là trung tâm thương mại An Đông. Mọi người từ xưa đến nay hay quen gọi là HKH. Chúng ta đã đến nơi rồi. Đây chính là chợ HKH R10.
nhiều. Đỗ tạm xe đây lắm. Tôi có vào chợ mua ít đồ rồi. Có tí việc, nhưng mà ở đây thì cái chỗ mà tôi cần thì nó lại đóng cửa, không làm việc. Tôi vào chợ mua ít giò và ít rau Việt Nam để về ăn tối. Còn đâu vào trong chợ thì ở đây là dân toàn là dân Việt Nam, họ không thích quay phim đâu. Là tôi cũng không dám vào quay chi tiết cho mọi người xem. Thế nên là bây giờ thì chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh chợ. Ok. Thì ở đây nói là trung tâm thương mại thôi, nhưng mà toàn là các cái nhà dựng lên. Chứ không phải là xây xiếc đẹp như kiểu trung tâm thương mại của Tây. Đây dựng lên chắp vá. Ở trong này cũng nhiều người Trung Quốc, người ta cũng bán hàng ở trong này. Tầm này là tầm 10:30. Tôi thấy là các cửa hàng ở đây chưa mở hết. Với cả bây giờ làm ăn khó khăn, thế là một số cửa hàng quầy người ta cũng đóng cửa hết, người ta không làm nữa. Chợ này nói chung là điều hưu hơn các năm về trước. Chợ này cách đây khoảng độ 10 năm thì rất là sầm uất, đông nghịt luôn. Giờ thì nó vắng vẻ nhiều. Đây, vòng này là hết chợ. Đường thì toàn ổ gà, không chịu tu sửa. Tại sao lại như thế? Chỉ có những người mà sống ở bên này mới hiểu được. Đâu các bạn ở Việt Nam chắc là không hiểu.
về. Hãy subscribe.